Xuân nào
Linh toàn nghiệp mười.
người thành phố không có biết rằng là khăn ni số vì đâu chú làm cho
yêu cho đường lên đồng đồng đi chúa quanh ăn cái của Mường nhà tao, ăn cái của Sơn Lâm nhà tao, thế mà ăn cái lá trên rừng, uống cái nước dưới khe nhà tao, thế mà phải cái nhớ mà. Cái của nhà tao ồ, thế mà nuốt vào cái mồm có gai có ngạnh ồ. Thế mà khéo tu thì tao cho hẳn hoi, thế mà chả bằng khéo tu tao lấy cả người cả của về ngàn ố. Thế mà cái người kinh, thế mà đôi kim tích ngọc, thế mà giữ của làm mình, thế mà lúc kiếm ra cái đồng tiền vân bạc, thế mà cung đốn cửa mế cửa bà, thế mà cứ vin vào năm ba, thế mà tiếc cái đồng tiền, thế mà không nhớ cái ngày đàn ngày tiệc nhà Mường nhà Mạ, ông lớn bà lớn Sơn Lâm nhà tao, thế để mà hai dạ với cửa Mường tao, thế tao không ưng cái bụng đâu. Thế có cái nhà thèn kinh, thế có cái nhà mò kinh, thế mà có cái người xuôi chúng bay, thế mà mộ cái Mường cái Mạ, mượn cái dí cái nàng nhà tao kìa. Thế mà đêm có khuya ngày có dạ, thế mà cái cửa rừng Già Long, cái quyền hành mế bà tao, tao về đông, tao về xuôi, tao vui với cái người kẻ chợ chúng bay. Thế mà đẹp dạ bao nhiêu, tao cho cái mày cái phúc, cái lộc, cái tài. Tao cho mà cái cây có rễ, cái cành có hoa. Tao cho có cái người, cái của. Tao cho có cái mà ăn lên nói nổi. Tao cho cái dí, cái nàng, cái tướng về xuôi mà độ cho chúng mày ô. Áo chàng già tích tai xin kính lạc
mời tiên nữ đáp đàn dừng đây. Chân chân như như chân chân như như thanh cổ là thầy linh 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 anh ngày ngày vẫn phong mê tình tốt nhất là mì giáng sinh.